Rồi, chào anh em, mình lại tiếp tục lên một lô bonsai nghệ thuật 5 cây lớn. Hàng này hàng già anh em, hàng này hàng già ha. Đây giờ mình quay cây số 1 nha. Tất cả những cái đường uốn mắt kép là form cây là tròn đều từ trên xuống dưới. Đường uốn tay nhuyễn tay nghệ thuật rất đẹp luôn anh em. Dồn vô cái cây rất là mềm mại. Đây là cái gốc của nó ha. Gốc của nó bự ra anh em. Nếu mà gốc này thì tầm khoảng 24, trên khúc cầm tay của mình này 24. Ở dưới này thì khoảng 25, 26, 27 vậy đấy. Đây, tay của mình đây nha anh em. Đó. Chiều cao của form cây là khoảng 65. Đang ở trong chậu bầu viền 40. Đấy, form cây là toàn bộ cây luôn anh em. Cây này là mã cây số 1 nha anh em. Cây số 1 nha anh em ơi. Bonsai nghệ thuật rất đẹp luôn. Tay uốn là nhuyễn, thả hầu như là thả dây như thế này hết rồi, chỉ còn giữ một cái thôi, nó để vô form mà. Cốt lớn là vô form hết rồi. Cây rất đẹp nha anh em. Giống ghép tư long. Nha. Đấy, bộ gốc bộ đế của nó nè. Rồi, cây số 1 mình báo giá cho anh em luôn nha. Cây số 1 này 3 triệu 7 nha anh em. Này 3 triệu 7 nha anh em, cây số 1 nha. Giá rất mềm rồi. Đây là nó nở một cái búp nè. Ở trong này cái trong chân của nó là còn một đống búp non nè anh em. Đây, mới chỉ một cái búp thôi đó mà có cái hoa bốn lông mà. Hoa tư lông đó anh em. To như cái miệng chén. Đây là mã cây số 1 nha anh em. Trên viền chậu mình ghi số 1. Đấy. Rồi qua mã cây số 2. Cây số 2 thì mình xuống một nửa lá rồi. Đây cây số 2 cũng là đường uốn nghệ thuật luôn. Ghép được 4 mùa. Búp rất là mập. Cây số 2 của mình thì nó lọt lại một cây giống mười hương, giống cúc mười hương. Đó. Khoành của nó thì cái củ của nó đây anh em. Đây cái bộ rễ nè, bộ rễ của nó này anh em thấy rõ ràng luôn. Phủ viên chậu luôn ha. Phủ chậu. Chậu hồng ly này thì 4 chậu 40, chậu ly. Cái bộ rễ cây đây anh em. Cao của cây khoảng 65. Đấy, form cây từ trên cây này xuống là khoảng 65. Cây ấm đều, tròn đẹp hết xung quanh anh em ha. Rồi cây này thì mình cây mã số 2 này mình báo giá với anh em là 3 triệu 6 nha. Này, tại vì nó là giống cúc mười hương. Bông nó không đẹp bằng giống cúc tư long. Cho nên mình chốt giá anh em cây này là 3 triệu 6 nè, cho này mình ghi mười hương nè. Đấy. Form cây chuẩn. Mắt ghép lên là bự bằng ngón tay út của mình rồi đó. Mắt dưới là bự bằng ngón tay cái rồi đó. Chân của nó bự bằng ngón tay cái của mình rồi. Tất cả các cái mắt ghép là hầu như là muốn liền rồi. Form cây là 4 năm nha anh em. 4 năm mà chỉ có 3 triệu 6 quá rẻ luôn anh em ơi. Đây mã số 2 nha. Qua cây mã số 3 cho anh em. Cây này thì ghép cúc hoàng hậu anh em. Cây này là ghép cúc hoàng hậu. Tay rớt của nó thì khoảng chừng 45 rồi. Đấy, cúc hoàng hậu á, vẫn đang ở trong chậu ly vườn 40. Form cây thì đều từ trên xuống dưới luôn nha anh em. Đây, rễ nôm của cây là khoảng 15-10, gần 20cm. Cái củ ở bên trong là cực kỳ quái. Thấy không, củ ở bên trong cực kỳ quái luôn anh em. Đó, bể cua quái ha. Rồi hết cái form cây cho anh em xem. Búp thì anh em hỏi phải lo. Rất nhiều. Tay uốn nghệ thuật ha, tay uốn nghệ thuật hết. Tay uốn nghệ thuật hết nha anh em. Đây gốc của nó thì bự khoảng 27.
hoành nữa, còn cái bộ rễ của nó là hai ông tây. Đấy, phôn cây tròn đều đẹp hết nè. Đây là mã số 3 nha anh em, mình chốt giá anh em là 3,7 triệu nha anh em. Đây, hàng bonsai nghệ thuật nha anh em, ghép được 4 mùa nhé. Đấy, nhuyễn cây rất đẹp luôn. Rồi, mình qua cây số 4, mã cái này mã cây số 4 nha anh em. Rễ ôm hết chậu vườn 40 nha. Rễ như thế này là ôm gần hết chậu vườn 40. À, củ của nó thì khoảng chừng 24. Cái củ này khoảng 24. Đó. Chiều cao thì 60. Cái cây này có cái tay rớt thì nguyên cái phôm cây. Tay rớt là khoảng 30, tay rớt thì xuống khoảng 30, rớt xuống dưới chậu khoảng 30. Thì cái dáng này là nó dáng, nói chung là cũng dáng thác đổ nhẹ. Đấy, nhưng mà thuộc dạng bonsai nghệ thuật nha. Cái này thì giống tư long luôn nha anh em. Phôm cây chuẩn. Cái này là mình cũng chốt giá với anh em là 3,7 triệu nha anh em. Đây, phôm cây rất là đẹp, đều chuẩn 4 năm. Rồi bây giờ mình qua cây số 5. Cây số 5 thì nói chung là cái này là như là đổ nè. Con này vừa bay vừa đổ luôn nè. Đấy, củ của nó thì cực kỳ quái. Đây, to thì bằng cầm tay của mình thì tầm khoảng 21. Còn cái cục bự này thì khoảng 23. Đây, cục bự này khoảng 23, già nua. Đấy, cây này cũng khá là nghệ thuật. Ghép được 4 mùa. Đấy. Tức tay là đi tay là nhuyễn hết rồi nha anh em. Đường uống đường ấy rất là mềm mại. Quay hết cho anh em xem ha. Đây rớt nè, cây này mã số 5 nha anh em. Đó. Cú nằm thì tuyệt vời. Cây mã số 5 này mình chốt giá với anh em là 3,8 triệu nha anh em. Này, chốt giá với anh em là 3,8 triệu. Rồi, cảm ơn anh em xem video nha. Xin chào anh em.